Rồi, chuẩn bị. Thử. Mãi. Anh kêu người nào vô nha. Mãi. Diễn. Bên trong diễn con. Ok. Tính. Chuẩn không? Chuẩn. Rồi. Gắt, ok, rồi phía xin. Để thành vậy nha. Rồi quay. Rồi. Kêu ai người đó diễn nha. Mãi. Mãi đang chạy. Dũng. Go. Ông ba về hả? Cá đi cá đi. À, lần hai. Bạn bạn cái chân đưa người trước rồi nữa sau bị dưới cái vỏ. Xuống tới đây là cái chân quẹo trước đừng quẹo sau để sao nó giả từ hai rồi nhớ ra cái chân quẹo trước nha quẹo sau là bị dưới cái vỏ nha. Ok quay ok đó đẹp quay cái cao chuẩn bị máy máy đang chạy Dũng. Gương. Ông ba về hả? Hàng xóm với nhau lâu năm. Tôi nói thật. Tôi nói thật á. Cậu cứ ở thành phố đi, chơi với mấy đứa nhỏ cho khỏe về đây làm gì? Bạn phải làm cho bạn đừng có nói. Ủa, có vậy hả? Trời ơi, hàng xóm với nhau mấy năm nay tôi biết cậu ba mà cái sản phẩm nó lên chứ bà không biết bạn có thể lên tới đâu, ông lựa cái gì nữa, cái gì nữa. Cậu ba hả? Trời ơi, hàng xóm nhau mấy chục năm tôi biết cậu ba mà cậu ba đừng nói nó, tôi đừng có bạc cái lực, đừng tìm cái gì đó. Đúng không, mới làm như này. Thế mà để bà đi tìm gì đây, tôi mới gọi cái tay sạch cho gì. Lần ba. Chú ơi ngọt hẳn cái tay vô cường đi kiếm cái gì đó kiếm giúp khỏe các anh. Ok chú bay rồi tất cả chú bay rồi. Rồi tất cả chú bay quay thật máy máy đang chạy Dũng Cường. Cậu ba về hả? Hàng xóm á. Là đó. Lâu năm rồi. Tôi nói thật. Tôi nói thật á. Là cậu cứ trên thành phố. Cậu cứ ở trên thành phố chơi với mấy đứa nhỏ cho nên khỏe. Cái gì để làm giờ gì? Giờ đi làm gì? Cái nhà này của thằng Vũ Toại. Cái nhà này á là của thằng Vũ Toại. Mặc kệ nó. Nó đi tù về nó không lo, nó lo nó dọn. Tôi đâu mà đa cái thông già đi về. Đi về về cho nó cực vậy không biết nữa. Tôi quý cậu tôi mới nói. Tôi á, tôi nói thiệt là tôi quý cậu là tôi mới nói. Mặc dù cậu á là cậu ruột của nó nhưng mẹ nó xa, nhưng mà né xa xa nó đi. Cái thứ đó nè mà đi tù về á về bớt mắt cậu ơi là phiền phức lắm á cậu ơi.
suy nghĩ. Cắt rứt cái đầu trước rồi xong.